Hoàng Dung xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Mỹ TV trên băng tần 14.6. Và phần tin tức của đài gồm có các bản tin chính sau đây. Tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan bị Trung Cộng gọi đó là khiêu khích. Vụ bắn rơi máy bay ở Ukraine, Iran cấp cho mỗi gia đình nạn nhân là 150.000 đô la. Tiểu bang tư pháp Thượng viện Georgia yêu cầu thanh tra pháp lý các lá phiếu khiếm dị của quận Fulton. Ảnh hưởng của Big Tech trong tấm vé của ông Joe Biden, cuộc bầu cử năm 2020 dấy lên nhiều lo ngại. Người dân Việt Nam xuống phố đón giao thừa. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan đã bị Trung Cộng gọi đó là khiêu khích. Hai tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan đầy nhạy cảm vào hôm thứ Năm ngày 31 tháng 12, dẫn đến những phản đối từ phía Bắc Kinh. Đây là cuộc hành quân thứ hai của Mỹ trong tháng này và diễn ra gần 2 tuần sau khi một nhóm hàng không mẫu hạm Trung Cộng đi qua chính tuyến đường thủy này. Trung Cộng vốn lâu nay tuyên bố rằng xứ Đài Loan Dân Chủ là một phần lãnh thổ của Trung Cộng, gần đây tức giận về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho hòn đảo này, trong đó bao gồm cả việc bán vũ khí và điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Những động thái như vậy càng làm mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington thêm căng thẳng. Hải quân Hoa Kỳ cho biết, các tàu khu trục mang hỏa tiễn điều hướng USS John McCain và USS Curtis Wilbur đã thực hiện một chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan vào ngày 31 tháng 12, phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc các con tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Hải quân của Mỹ tuyên bố, đây là chuyến đi thứ 13 của Hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Bộ Quốc phòng Trung Cộng lên án chuyến đi là hành động khiêu khích và phô trương sức mạnh. Bộ nói thêm là các tàu và máy bay Trung Cộng đã bám theo các tàu của Mỹ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các tàu của Mỹ đã đi về phía Bắc qua eo biển và họ gọi đó là hoạt động bình thường. Vụ bắn rơi máy bay ở Ukraine, Iran cấp cho mỗi gia đình nạn nhân là 150.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Nội các của Iran vào ngày 30 tháng 12 đã cấp 150.000 đô la cho mỗi gia đình của 176 nạn nhân trên chiếc máy bay ở Ukraine bị bắn rớt trong không phận Iran hồi tháng Giêng. Thông tấn xã chính thức của Iran, IRNA, đã đăng tin như vậy. Mô tả việc đối xử của Iran là không thể chấp nhận được. Ukraine đã nói số tiền bồi thường phải được thương lượng và kêu gọi mang ra trước công lý những người chịu trách nhiệm. Theo IRNA, một tuyên bố của chính phủ Iran đã nói, nội các chấp thuận một khoản tiền là 150.000 đô la hay tương đương bằng đồng euro càng sớm càng tốt cho những gia đình và những người sống sót của mỗi nạn nhân trong vụ rớt máy bay ở Ukraine. Vệ binh cách mạng Iran nói, đã vô tình bắn rơi chiếc máy bay của Ukraine không lâu sau khi cất cánh vì tưởng nhầm là một phi đạn khi căng thẳng với Mỹ lên cao. Bộ Ngoại giao Ukraine nói, số tiền bồi thường phải được quyết định qua các cuộc đàm phán sau khi thiết lập nguyên nhân của thảm họa và mang những người chịu trách nhiệm ra trước công lý. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Iran, ông Mohammad Eslami, đã nói với đài truyền hình nhà nước là phúc trình cuối cùng về vụ máy bay rớt đã được gửi đến các nước tham dự cuộc điều tra. Nhật và Hàn Quốc xúc tiến dự án nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam bất chấp chống đối. Thưa quý vị, bất chấp những tranh cãi và áp lực của giới đầu tư, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiến hành với dự án nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam và sẽ cung cấp khoản tiền vay lên tới 1.8 tỷ Mỹ Kim để thực hiện dự án này, dù cả hai nước đều đưa ra những cam kết đầy tham vọng và đáp ứng mục tiêu không tạo thêm carbon ngay trên lãnh thổ của mình,
theo Business Times của Singapore đã cho biết như vậy. Ngân hàng Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản, gọi tắt là JBIC, đã cam kết 636 triệu Mỹ Kim cho dự án nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 2 ở miền Trung Việt Nam, một dự án bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và đã gây bất đồng trong nội bộ chính phủ Nhật Bản. Các định chế tài chính tư nhân tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu của Hàn Quốc cung cấp phần vốn còn lại tổng cộng lên tới 1.77 tỷ Mỹ Kim, JBIC đã cho biết vào hôm 29 tháng 12 năm 2020. Và vào tháng 5 năm 2020, theo Business Times và Singapore tương trình rằng 127 nhóm bảo vệ môi trường đến từ 40 nước đã ký một kiến nghị kêu gọi tất cả các công ty Nhật Bản, kể cả các ngân hàng tư nhân, là hãy rút ra khỏi dự án này. AFP dẫn lời bà Ariwana Nabi của Tổ chức Bảo vệ Môi trường 350.org, một trong những tổ chức đã ký vào kiến nghị tháng 5, bày tỏ thất vọng sau loan báo của JBIC. Bà nói, điều này cho thấy chính phủ của Nhật Bản không mấy nghiêm túc về việc tuân thủ Hiệp định Khí hậu Paris và giảm thiểu tác động của việc khai thác carbon. Tổ chức Giám sát Năng lượng Thế giới nói rằng, trong năm 2019, Nhật Bản đã chi ra hơn 4.8 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài, kể cả Việt Nam, Indonesia và Bangladesh. Và quay sang Hồng Kông thì tòa trung thẩm ở Hồng Kông lại tống giam đại gia truyền thông Jimmy Lai. Thưa quý vị, tòa trung thẩm của Hồng Kông đã ra lệnh cho đại gia truyền thông ông Jimmy Lai phải quay lại nhà giam vào ngày thứ Năm 31 tháng 12. Tòa cho rằng một thẩm phán có thể đã mắc sai sót trong quyết định cho ông được tại ngoại trước đó. Ông Jimmy Lai là một nhân vật đình đám nhất bị buộc tội theo luật an ninh quốc gia của Hồng Kông. Ông là một trong những nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng nhất Hồng Kông và ông đã bị cáo buộc là thông đồng với các thế lực nước ngoài. Phán quyết của tòa trung thẩm được đưa ra một tuần sau khi ông Jimmy Lai được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 10 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với khoảng 1.3 triệu đô la Mỹ, thưa quý vị. Đi kèm là các hạn chế gắt gao bao gồm việc ông bị cấm sử dụng truyền thông xã hội. Ông Lai năm nay 73 tuổi đã đến tòa. Ông không xuất hiện và không đưa ra bình luận ngay sau khi phán quyết, nhưng tòa cho hay ông sẽ quay lại tòa vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 để tham gia một phiên xử phúc thẩm khác liên quan đến việc tại ngoại của ông. Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia lên thuộc địa cũ của Anh Quốc vào tháng 6 sau nhiều tháng nổ ra các cuộc biểu tình vì dân chủ. Nhiều người cho rằng ông Jimmy Lai, một người chỉ trích Bắc Kinh và thường đi đến thủ đô Washington của Mỹ, là một mục tiêu của đạo luật mới. Các công tố viên buộc tội ông Jimmy Lai vi phạm luật an ninh do ông đã đưa ra những tuyên bố vào ngày 30 tháng 7 và ngày 18 tháng 8, mà theo cáo buộc của phía công tố, trong đó ông đề nghị nước ngoài can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông. Nhưng hôm 31 tháng 12, các thẩm phán tòa trung thẩm đã đặt ra nghi vấn về phán quyết trước đó. Và Mỹ đã đề nghị Trung Cộng là nên trả tự do cho bác sĩ người Duy Ngô Nhĩ. Vào hôm thứ Tư ngày 30 tháng 12, Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho một bác sĩ người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Người thân của bác sĩ này nói rằng bà bị kết án 20 năm tù tại Trung Cộng chỉ vì có người trong gia đình hoạt động ở Hoa Kỳ để thúc đẩy nhân quyền. Trong cuộc họp với Ủy ban Quốc hội Hành pháp Hoa Kỳ về Trung Cộng, một ủy ban lưỡng đảng, con gái của bác sĩ có tên là Gushan Abbas đã nói rằng gia đình của cô mới đây được biết là mẹ của cô nhận bản án vào tháng 3 năm ngoái với cáo buộc liên quan đến khủng bố sau khi bà bị mất tích vào tháng 9 năm 2018. Tại Bắc Kinh vào hôm thứ Năm ngày 31 tháng 12, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã nói bà Abbas đã bị kết án vì các tội tham gia vào một tổ chức khủng bố, tiếp tay cho các hoạt động khủng bố và tụ tập đông người để gây rối trật tự xã hội. Chúng tôi kêu gọi một số chính trị gia ở Hoa Kỳ tôn trọng sự thật và hãy ngừng ngụy tạo và bôi nhọ Trung Cộng, phát ngôn viên Vương Văn Bân đã nói trong một cuộc họp báo như vậy. Trên Twitter, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuyên trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Robert Destro viết rằng bà Gushan Abbas phải được trả tự do. Ông bày tỏ ý kiến như sau. Việc bà bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đi biệt tích, giam giữ và kết án khắc nghiệt chính là bằng chứng cho thấy một gia đình phải gánh chịu hậu quả của việc lên tiếng chống lại một chính phủ không tôn trọng nhân quyền.
và cha của Thủ tướng Anh Quốc muốn xin quốc tịch Pháp. Ông Stanley Johnson, cha của Thủ tướng Anh Quốc là ông Boris Johnson, đã xác nhận kế hoạch xin cấp quốc tịch Pháp sau khi Anh Quốc rời khỏi khối Liên Âu theo thỏa thuận Brexit. Không có gì nghi ngờ về việc là công dân Pháp. Nếu tôi hiểu đúng thì tôi là người Pháp. Mẹ tôi sinh ra ở Pháp, bà ngoại tôi là người Pháp và ông nội của mẹ tôi cũng là người Pháp. Ông Stanley Johnson hôm nay đã cho biết như vậy. Ông nói, đối với tôi, vấn đề là đạt được những gì tôi có và tôi rất vui vì điều đó. Ông Stanley, năm nay 80 tuổi, là một trong những công chức đầu tiên được bổ nhiệm đến Brussels sau khi Anh Quốc gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1973. Ông làm việc cho Ủy ban châu Âu và là thành viên của Nghị viện châu Âu. Ban đầu, ông vận động phản đối việc Anh Quốc rời khỏi khối Liên Âu, nhưng thay đổi suy nghĩ một năm sau khi Anh Quốc bỏ phiếu rời Liên minh hồi năm 2016. Ông nói tiếp, tôi sẽ luôn là người châu Âu, đó là điều chắc chắn. Ông nói trong cuộc phỏng vấn hôm nay, bạn không thể nói với người Anh Quốc rằng bạn không phải là người châu Âu. Châu Âu không chỉ là một thị trường đơn lẻ mà còn hơn cả khối Liên Âu. Điều đó cho thấy việc có mối liên kết với khối Liên Âu là rất quan trọng. Ông nói thêm, dường như đề cập đến hộ chiếu của khối Liên Âu. Kế hoạch xin cấp hộ chiếu Pháp của ông đã được con gái Rachel tiết lộ trong cuốn sách xuất bản vào tháng 3. Rachel nói rằng, nếu như cha của cô nhận quốc tịch Pháp, cô cũng muốn trở thành người Pháp. Thủ tướng Boris Johnson đã chấm dứt tư cách thành viên 47 năm của Anh Quốc trong khối Liên Âu bằng thỏa thuận Brexit đạt được tuần trước. Việc mà Anh Quốc rời khỏi khối Liên Âu sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, khi giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit kéo dài 11 tháng kết thúc. Và quay sang Berlin, thì những người dân ở đây đã than phiền quá nhiều xe đạp. Số người đi xe đạp xe càng tăng ở Berlin thời Covid-19, gây khó chịu do ý thức chấp hành luật kém và thường xuyên gây tai nạn. Berlin từ lâu đã được biết đến như là một thành phố ưa chuộng xe đạp. Song số người đi đạp xe tăng mạnh thời Covid đã gây ra căng thẳng trên đường phố. Theo giới chức thủ đô, lượng người Berlin đạp xe đi làm hay là đi mua sắm đã tăng khoảng 25% kể từ khi bùng phát dịch. Đây hoàn toàn là tín hiệu tốt cho chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng, vì đạp xe sẽ làm giảm lượng người sử dụng phương tiện giao thông công cộng đông đúc thời Covid-19. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Berlin, ông Barbara Slowick cho biết, lực lượng này đã ghi nhận số vụ vi phạm của người đi xe đạp cũng như số vụ khiếu nại từ người đi bộ tăng mạnh. Hơn 50% tổng số vụ tai nạn giao thông liên quan tới người đi xe đạp là do chính họ gây ra. Ông Slowick đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Morgenpost vào hồi tháng 10 như vậy. Ông thậm chí còn đề xuất đăng ký bắt buộc đối với người đi xe đạp để giúp giới chức dễ dàng xác định những người vi phạm quy tắc. Và theo số liệu thống kê ở Berlin, thì 17 người đi xe đạp đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở thành phố năm nay, cao hơn 11 người so với năm 2019. Lãnh đạo phòng giao thông của cảnh sát Berlin Oliver cũng cảnh báo, những người đi xe đạp vi phạm luật có thể sẽ bị phạt nặng hơn trong tương lai khi mà cảnh sát Berlin đang tăng cường triển khai các sĩ quan đạp xe tuần tra quanh thành phố. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Hoàng Dung sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.